Rồi, xin chào cả nhà. Đây là các bé bút đồ đang có chạy chó cưng Lulu Thiền Giang nè. Đây là ba bé đực. Tí nữa mình sẽ quay thêm ba bé hai bé cái nữa. Đây là ba bé đực nha. Nâu đỏ đậm là lông quắn rồi nè. Đây, chưa cạo lông máu lần nào ha. Đó. Có hai con mũi đen và một con mũi hồng. Đây, mũi đen. Em này thì mũi hồng nè. Đó. Rồi em này té bây giờ. Ê, này thì mở mắt rồi, đang đi rồi, giờ đang tập ăn. Không? Rồi, cái nào này trơn quá, nó đi chưa có được, bám chưa được đó. Rồi, cái bé này muốn lao xuống không vậy? Hả? Đây là bé đực nè. Nó uống nao uống nần luôn nè. Đấy. Chụp hình cái coi. Đó, bé bút đồ đực. Đây cũng là một bé đực nữa nè. Đây, bé đực màu đỏ đậm nè. Rồi, chụp hình cái coi. Rồi, con bé mũi hồng đây. Hai rồi đây. Đây, bé đực mũi hồng nè. Đó, đực mũi hồng nha, chụp hình cái coi. Rồi, quay cái đít lại, chụp hình cái coi. Đó. Rồi đây là ba bé bút đồ đực màu đỏ ha, đang có chạy cho cưng Lulu Tiền Giang. Các bạn quan tâm có thể liên hệ số điện thoại 0974 168 738, có Zalo luôn. Rồi chạy chó cưng Lulu thì thường xuyên có cuốn mới ha, bút đồ và chihuahua. Rồi này, bé đó chưa cạo lông máu luôn, lông rất là dày nè. Đó. Rồi rồi tới lượt hai em cái lên. Bé này uống nào uống nần, nó nặng tay luôn. Rồi tiếp theo đây là hai bé cái đang có chạy chó cưng Lulu Tiền Giang nè, hai bé bút đồ luôn, cha mẹ đều là bút đồ. Bé này là bé cái nè, đỏ nhạt hơn, mũi hồng nè. Đó, đỏ nhạt mũi hồng. Đó. Rồi buổi sáng thì chú Năm dội chuồng nên nó hơi ướt nha các bạn, hơi ướt lông chút xíu đó, nên nhìn nó bệt bệt nè. Sáng đem ra mình đã đầu tắm nắng xong rồi cho ăn, nó đang tập ăn rồi. Cái bé này gần 1 tháng tuổi đang tập ăn. Nó này lông là lông chưa cạo lông máu lần nào, lông rất là nhiều dày ha. Các bạn nuôi về nuôi thì khoảng 3 4 tháng thì các bạn thể cạo lông lên, lông mới sẽ đẹp hơn. Đó. Rồi còn đây là bé cái nhỏ nhắn hơn, nhỏ con hơn, màu nâu đỏ đậm nè. Cái này đỏ đậm. Rồi cái này thì hơi ướt nên nó rung rung nè. Rồi bé này đang thì tập ăn rồi đó. Rồi tiếp tục giới thiệu hai em bé bút đầu cái. Đây này là hai bầy khác nhau, các bạn đừng thắc mắc sao lông màu nó khác nhau nè. Con đỏ nhạt, con đỏ đậm. Đấy, hai bầy là hai bầy khác nhau. Thì mẹ nó màu lông này, con này nhạt hơn nên nó ra con nhạt hơn nè. Vừa là bút đồ ha. Con này thì đỏ đậm hơn. Này là bé cái. Giá khoảng 4 triệu, 4 triệu rưỡi một bé. Thì các bạn có thể liên hệ chú Năm số điện thoại 0974 168 738. Mình đang quay phim là con của chú ha. Đấy, thì chú thì lớn tuổi rồi nên không có rành quay phim chụp hình lắm. Rồi thì các bạn liên hệ với chú và kết bạn Zalo qua 0974 168 738 thì có thể trao đổi trực tiếp, gọi điện thoại miễn phí, gọi có hình luôn thì nó miễn phí và mình cũng đỡ phải tâm lý tốn tiền. Gọi hắn nhiều bạn thì cứ nhắn tin không, mà chú lớn tuổi thì chú đâu có trả lời tin nhắn nhiều đâu. Nên các bạn thì chịu khó bấm gọi Zalo á, các bạn nào tiết kiệm quá thì bấm gọi Zalo đấy, liên hệ cho chú 0974 168 738. Ngoài ra các bạn có thể liên hệ trên Facebook chạy chó cưng Lulu hoặc là kênh YouTube này. Các bạn có thể xem kênh YouTube, đăng ký kênh và xem các bé cún mới thường xuyên có ở trại. Đấy. Rồi ngoài ra thì có trang web là chạy cưng lulu.com thì cũng thường xuyên cập nhật các bé cún mới trên đó và có giá cả và thông tin đầy đủ luôn. Thì có nhiều kênh để liên hệ và để giao tiếp với khách hàng. Thì giao chó toàn khu vực miền Tây, giao tận nhà thành phố Hồ Chí Minh, Dĩ An, Bình Dương và Biên Hòa của Đồng Nai và lân cận ha. Các bạn cứ mạnh dạn gọi điện thoại 0974 168 738, có thể dặn cuốn trước, bút đồ chiều qua, tắc ken hoặc là cho bút mặt nhăn. Các bạn cứ mạnh dạn gọi điện thoại hoặc liên hệ cho chú Năm để mà dặn các bé cuốn mà mình ưa thích. Khi nào có cuốn mới thì sẽ đăng lên Zalo. Rồi các bạn xem, rồi gửi hình cho các bạn, gửi clip cho bạn xem, nó ok thì
thì gửi chó đi các tỉnh. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video và nhớ đăng ký kênh YouTube để ủng hộ chú Năm chạy chó cưng Lulu. Đấy. Rồi, chạy nhớ là chạy thường xuyên có cún mới, thì các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm cái chuông theo dõi để xem những bé cún mới ha. Rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Rồi các bé bây giờ đi tắm nắng rồi chút xíu rồi sẽ ăn sáng. Các bé này đang tập ăn rồi. À, giữa tháng 5 thì sẽ phá bầy. Rồi, cảm ơn cả nhà. Bye bye.